tại huyện Bảo Lâm, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 10 năm 2024. Tham dự có ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên các tỉnh thành toàn quốc. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Bùi Thắng, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, Ban tuyên giáo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham dự. Tại hội nghị, ông Ngô Lê Văn, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương, đã giới thiệu chuyên đề tình hình ASEAN, kết quả hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo đảng, nhà nước thời gian gần đây và những định hướng lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới. Theo đó, xác định công tác đối ngoại là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Thời gian qua, các hoạt động đối ngoại được triển khai mạnh mẽ đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực đối ngoại song phương đã giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau củng cố tin cậy chính trị mở ra những điều kiện mới và cả những đột phá trong hợp tác về quốc phòng an ninh kinh tế khoa học công nghệ văn hóa giáo dục và đào tạo đặc biệt là những phát triển có ý nghĩa lớn lâu dài và nhiều mặt trong quan hệ giữa việt nam với các nước láng giềng chung đường biên giới trên bộ là trung quốc lào campuchia các nước khác ở Đông Nam Á và các nước lớn như Mỹ, Nga, các nước và nhóm nước có vị trí quan trọng ở các khu vực và ảnh hưởng toàn cầu như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, EU. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến với các nước Cuba, Mỹ và Trung Quốc với nhiều hoạt động song phương và đa phương đạt được ở mức cao tất cả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Qua đó, chuyển tải với bạn bè quốc tế thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng và ở cấp cao nhất về đường lối đối ngoại của đảng, thể hiện khát vọng, sự coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế với đường lối đối ngoại mang bản sắc cây tre Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của đảng, công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra một cơ hội chiến lược và cục diện thuận lợi mới về đối ngoại thời kỳ đổi mới trong việc xây dựng bảo vệ tổ quốc và thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045 mà Đại hội 13 đã đề ra. Cũng theo lãnh đạo ban đối ngoại Trung ương, những nhiệm vụ lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới là tích cực góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được Đại hội 13 đề ra, tham mưu xây dựng đường lối của Đại hội 14, phát huy cơ hội và cục diện đối ngoại thuận lợi mới, khắc phục những hạn chế và đẩy mạnh công tác đối ngoại theo tinh thần mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu là tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc thực hiện tốt hơn nữa vai trò tiên phong của đối ngoại đã được Đại hội 13 đề ra và củng cố vai trò vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Hội nghị cũng được nghe về quá trình 30 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam và những định hướng kế hoạch thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, cho biết đây là những nội dung quan trọng nhằm làm cơ sở cho đội ngũ báo cáo viên trung ương báo cáo viên các tỉnh thành ủy đảng ủy và các cơ quan đơn vị trên toàn quốc nắm vững các nội dung cơ bản về công tác đối ngoại của đảng nhà nước để từ đó làm cơ sở nền tảng nhằm thực hiện tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân Cùng với đó, thời gian tới, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền quán triệt chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Kết quả về kinh tế xã hội của đất nước và từng địa phương, từng ngành, đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực tuyên truyền các sự kiện ngày lễ lớn, các hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, công tác phòng chống lục bão và những kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần đoàn kết của dân tộc trong việc chung tay hỗ trợ khắc phục cơn bão số 3 vừa qua và công tác an sinh xã hội. Trước đó, lãnh đạo ban tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu đã tham quan thực tế tại tổ hợp nhà máy sản xuất bauxite của công ty Nhôm Lâm Đồng. Đồng thời, được nghe giới thiệu về các quy trình sản xuất chế biến bauxite nhôm, alumin và những định hướng kế hoạch của đơn vị.